Linh Trang xin kính chào quý vị khán giả. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai mùng 3 tháng 9 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa rất to ở nhiều khu vực. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khu vực Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực Nam Bộ cũng sẽ có hình thái thời tiết tương tự. Dự báo trong đêm nay, ở khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Từ ngày mai khu vực này ban ngày có nắng, nhiệt độ trung bình trong khoảng từ 24 đến 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trở ra khu vực Bắc Bộ, dự báo ngày mai khu vực Tây Bắc Bộ thời tiết chủ đạo là nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể chạm ngưỡng 33 đến 34 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, tiếp nối bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Hiện nay một cơn bão có tên quốc tế là Yaki đang hoạt động ở vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Dự báo khoảng chiều và đêm ngày mai mùng 3 tháng 9, bão Yaki đi vào biển Đông. Từ chiều ngày mai mùng 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh. Dự báo trong khoảng từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, bão Yaki có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc biển Đông. Gió mạnh tối đa có thể lên tới trên cấp 12, giật cấp 15 gần tâm bão. Và dự báo trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Sau đó từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 có thể tăng lên 5 đến 7 mét, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.